khi mà Ngọc Nhi di chuyển ở trong nhà đó là em di chuyển, ví dụ như mình đi tới đi luôn mình làm cái đầu. Dạ em lăn không ạ. Dạ. Em lăn vòng vòng đi ra đi vô. Dạ dạ. 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 Đâu nằm sắp giống nãy rồi Nhi. Nằm sắp nè nè quay đây nè quên. Chào 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 quý vị và các bạn đây nè ra trước nè. Đó. À, vâng, lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú đồng hành cùng sư huynh Tấn Dũng với sư huynh Ngọc Tâm quý vị. Ba anh em Châu Phú đi tìm nhà của em Lê Thị Ngọc Nhi có biệt danh là cô gái sọ dừa đó quý vị. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú giới thiệu sương về em Lê Thị Ngọc Nhi quý vị. Vì cái hoàn cảnh của em thì gặp khó khăn quý vị, nhưng mà tật nguyền nên mọi người là đặt cô gái sọ dừa vì không thể nào đi tới đi lưu được quý vị. Nhưng mà đặc biệt có một cái là em có một giọng hát rất là hay, rất là truyền cảm quý vị. Và qua đây Châu Phú mời quý vị và các bạn hãy vào trong nhà thăm em nhé quý vị. Vâng, và bây giờ Tấn Dũng và em Châu Phú cũng như là Ngọc Tâm quý vị đã đến nơi nhà của em Lê Ngọc Nhi rồi quý vị. Ở đây là trước cái căn nhà của gia đình nè quý vị. Đây. Hôm nay đi cùng thì có Châu Phú. Dạ chào quý vị. Ngọc Tâm nha. Dạ chào anh Tâm. Dạ chào cô. Dạ cho cháu hỏi là cô là sao với trong gia đình của em Nhi cô? Tôi người ở xóm. Dạ ở xóm nha. Còn cô? Chào chú. Dạ cô là mẹ của em Nhi hả? Dạ. Dạ cho cháu hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi hả cô? 54. 54 tuổi ha. Dạ cô tên họ đầy đủ là? Tên Phai, Lê Thị Phai. Lê Thị Phai ha cô ha. Dạ. Dạ thưa cô, thì hôm nay con là Tấn Dũng nhu cầu nhân ái, còn đây là em Châu Phú và anh Ngọc Tâm. Thì biết qua em Ngọc Nhi ở trên YouTube đó, thì thấy em cũng có một cái gia cảnh thấy cũng thương, và em có một cái gương mặt rất là sáng và một giọng hát thì rất là ngọt ngào, cho nên là tụi con đến đây để mà thăm gia đình. Thì cho cháu hỏi là chú còn không cô hả? Không, ba nó bỏ rồi cấp mang bầu tới giờ. Là năm nay nó có 24 tuổi rồi. 24 tuổi hả cô? Là cô năm nay là năm mấy? 54. Vậy là cô sống độc thân 24 năm rồi nuôi Ngọc Nhi ha. 30 năm rồi, có chồng hồi 30 rồi thôi luôn tới bây giờ đó. Là vậy năm nay 54 tuổi rồi. Dạ. Giờ đẻ ra vậy rồi nuôi luôn tới giờ. Vậy là cô chỉ có một mình em Ngọc Nhi thôi. Có một anh thôi. Vậy hả? Ừ. Dạ, công việc của cô thường ngày là cô mua bán gì cô? Bán lặt vặt gì nè, bán cà phê đồ mà điều nó nghe đây ở quê bán ế lắm. Bán thì sống qua ngày vậy thôi chứ không có dư giả gì hết á. Dạ, nhưng mà cũng sống tạm được hả cô hả? Sống tạm được thôi chứ ế rảnh. Với vậy lại hai mẹ con thì cũng không có đánh đổi gì tốn nhiều mà cô ha. Ừ, mà điều, rồi mà em có được đi học không cô hả? Em không có đi học, ở nhà họ là Út nó dạy đôi ba chữ rồi nó đánh dằn nó biết luôn. Dạ, thôi bây giờ cháu mời cô dẫn ba anh em tụi con vô vô thăm đi ha. Dạ, dạ. Đây quý vị ơi, đây là cô bé sọ dừa nè. Chào em. Chào Nhi. Chào đây. Đây. Hôm nay thì anh Dũng diện kiến Nhi cho cô, hãy mở đèn lên cho cô cho sáng xíu nữa cô ha. Đây. Để gói nằm hả em. Đây, em Nhi rất là xinh nha. Nhìn rất là cho anh kẹp đây ha. Nhìn rất là trắng nè. Sao mà là cảm ơn em. Sao mà nước da lại trắng thế? Dạ hả? Tại vì em ở nhà em không có đi đâu cho nên là em trắng. Có tắm sữa tắm Omo không? Hả? Dạ có sữa tắm nhưng mà không có Omo. Vậy hả? Dạ. Tưởng là sữa tắm Omo chứ sao mà trắng thế này? Dạ. Cái này chắc em không có đi ra đường với em không có đen. Này chắc tiên mắt đỏ quá. Năm nay là công viên bao nhiêu tuổi rồi ta? Dạ em 24. 24 tuổi hả? Dạ. 24 tuổi. 24 là phải 24 không ta? Dạ phải. Phải hả? Dạ. Yeah. Ôi ôi thay cái mồi đỏ chót vậy. Ngày nào cũng thoa chứ hay là thấy tụi anh lại rồi thoa? Dạ không, tại vì hồi nãy em livestream á cho nên. Tội, biết livestream nữa hả? Ồ, ừ, giỏi vậy. Livestream bên chương trình gì? Chương trình ở gì bên mà? Cái app Bigo. Ồ, vậy luôn hả? Làm mình livestream luôn. Rồi cứ việc nằm ở nhà rảnh là cứ livestream cho em hả? Dạ. Hay sao? Dạ đúng rồi. Em live mỗi ngày. Có ngồi được không? Ngồi không được. Dạ không, em nằm không mà, em không có ngồi. Ở đó em di chuyển rồi thường ngày là em có ăn uống, tự ăn uống được không hay sao? Dạ em ăn thì em tự ăn, mẹ em bá múc sẵn thì em tự ăn uống em tự ăn được. Ăn uống tự ăn được ha. Dạ.
Nhưng mà mình có ngồi được không em? Dạ không, em nằm thôi, em không có ngồi được. Gì hả? Dạ. Cho anh Dũng quay cái cặp chân nõn nào của em coi. Dạ dạ. Đó, đây em Vy ơi, cặp chân nè, nhỏ xíu vậy nè. Dễ thương ha. 24 tuổi mà nhìn tưởng đâu là cô bé chừng 5 7 tuổi à. Đây. Đó, bàn tay nè, trắng nõn luôn ha, rất là đẹp. Đẹp ha. Đó. Đây. Bàn chân nè. Trời ơi, coi anh Dũng giờ sao mà nó mềm xèo vậy Nhi? Dạ tại vì nó mềm. Không em? Hả? Dạ có, nhưng vậy mà hả? Nó nhỏ, chưa học đó. Cho nên nó mềm. Thường nha. Nhưng mà sao mềm mềm sụm ha. Chân bên đây mình có co được không? Cưng, cứ thẳng được không? Dạ không, nó hết rồi. Nó bị tật, nó chỉ có bao nhiêu thôi. Nó chỉ có nhiêu thôi Nhi hả? Dạ đúng rồi. Bàn chân nó cong là gì đấy ha? Dạ. Là mình không có thẳng ra được như chân bên kia em hả? Dạ đúng rồi. Anh đụng tại vì gì? Nó bị tật nhiều hơn. Anh đụng vô gì cưng có đau không? Dạ không. Rồi nó cong vậy ha? Dạ đúng rồi. Nhưng mà chỗ này sao nó lật lì lật lội gì cưng? Hả? Nổi tại vì nó mệt. Có xương không? Dạ có. Có nào anh lắc còn đi rớt không Nhi? Dạ không, tại vì nó mềm nhưng mà vẫn bình thường. Đâu. Tại vì nó mềm. Em lắc đi chứ anh lắc, anh sợ anh đền em không được à. Đâu, sao đâu chứ mày kìa đâu. Chứ mày đẹp không? Lắc giò. Trời ơi. Lắc giò đó kìa. Nhìn thấy chảnh chẹ dễ sợ không? Ai mà chồng có giận hở ra lấy giò đó. Cái gì vậy hả? Ở đâu bây giờ? Ở đâu? Em đá thử cho anh coi thử coi. Dạ thôi. Hả? Dạ thôi. Vậy là dạ bánh. Thôi. À, đâu dặn anh Dũng đâu đá anh Dũng ra rồi. Dạ thôi, mình không có đá. Đây là cái bộ mà thường ngày là Ngọc Nhi livestream ở đây nè. Dạ. Rồi livestream hát là mình hát làm sao, mình cầm sao mà mình hát được cưng, mình nằm thì sao hát? Dạ được, em vẫn nằm hát bình thường. Vậy hả? Dạ. Thường thường là cái sở trường của em là em hát nhạc gì Nhi? Dạ, bolero, dân ca, nhạc trẻ cũng có. Vậy hả? Dạ. Bô rô dân ca nhạc trẻ luôn. Bây giờ bữa nay sẵn anh Dũng với anh Châu Phú nè, rồi anh Ngọc Tâm nè, có ba anh em đầy đủ nè ha. Rồi em có thể là em hát tặng cho quý bà con cô bác ở trên cộng đồng mạng YouTube cũng như là kênh của ba anh em để mà cho bà con thưởng thức được không? Dạ hát một đoạn nha. Hả? Hát bài hát đoạn. Hát bài không? Ăn để mở lời. Hát bài nghe nó mới đã chứ hát đoạn cho nghe im được. Rồi bây giờ Ngọc Nhi sẽ chuẩn bị rồi để Tiến Dũng sẽ lấy cái mic gắn vô cho em nha, cho nó chuẩn âm thanh nha. Rồi. Để lấy cái mic luôn. Chỉnh tóc tai đã ha. Công nhận kỹ xíu soạn dễ sợ không? Trước khi hát cũng chỉnh tóc tai lại ha, giống như ca sĩ chuyên nghiệp vậy ha. Quá trời ơi, quá. Đó, đây, chuẩn bị dạ xong rồi. Chưa? Rồi phải không? Khoan dạ. Để anh Dũng chờ Dũng gắn cái mic vô một cái ha. Dạ. Để anh Dũng. Mic gần lại đi. Khoan để anh. Rồi bây giờ Tiến Dũng xin mời quý vị hãy cùng nghe giọng hát của ca sĩ Sò Dừa Lê Ngọc Nhi trình bày quý vị một nhạc phẩm bolero tự chọn. Dạ không, xin mời. Hát bài về mẹ. Về mẹ ha, em hát bài dân ca ha, về mẹ ha Nhi ha. Rồi mời em. Dạ. Xin con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ giữ thương con yêu con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền rất nở say. Vì đàn con thương ngày bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên, luôn bên con khuyên dân con nên người. Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao là biết mấy, những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù cầm nín nhưng con thật lòng muốn nói. Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu, khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con. Mẹ yêu dẫn con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con yêu gọi tới suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi, ôi mẹ yêu. Vỗ tay. Vỗ tay vị ơi, quá tuyệt vời vị ơi. Hôm anh nay thì hả? Anh Dũng và Châu Phú, anh Ngọc Tâm cũng như là dự kiến được em và nghe em hát thật sự ở bên ngoài thì rất là hay đó nha. Bây giờ em có thể tặng tiếp tục cho bà con thêm một bài bolero đi Nhi. Nãy em hát bài đó thì cũng nghe cũng rất là thấm thía về tình cảm của mẹ đó. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức giọng hát của em Nhi qua một nhạc phẩm bolero về.
Đó, em 24 tuổi rồi nhưng mà chúng ta nhìn rất là nhỏ nhắn và rất là dễ thương, bởi vì gia đình của mẹ thì sinh em ra lúc mẹ 30 tuổi vậy, thì cha đã ra đi để lại người mẹ và em Nhi. Em hát bài Đường Tình Đơn Ngã nha. Em hát bài Đường Tình Đơn Ngã hả? Bài này thì để đi chút xíu em hát xong ca nha anh, bài này. Bài này xong ca mới hay. Nghĩ hả, nghĩ hơi hát bài khác nha. Bài này là phải xong ca. Thôi em hãy đi. Tại vì tính hát thì vĩnh biệt kể từ đây. Nó bài đó là mình phải xong ca hả anh em, mình xong ca em. À, bài đó là chọc anh ngứa nghề đó nha. Anh thích bài đó hả? Dũng thích lắm, hay lắm. Chút xíu đi, anh em mình xong ca sao? Vậy bây giờ bắt bài gì ta? Đừng luyến lưu Nhi ơi, đừng tiếc hơn làm gì. Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ thì Dũng đã biết. Nè, giọng hát của Châu Phú vậy, chắc chịu có lẽ chịu. Dũng hát bài Đừng Nói Xa Nhau đi. Hả, bài gì em? Đừng Nói Xa Nhau. Rồi em hát cái bài mà đơn ca của em á, bài nào có nữ á. Có bài này có nữ mà. Đừng Nói Xa Nhau cũng có nữ hết mà. Ok em. Phận làm con gái rồi đó. Ai hát Duyên Phận luôn. Ôi ôi vậy luôn á. Vừa nhắc một lần yêu ai hết trơn á nghe. Đúng bài ha. Hay quá, phận làm con gái đi. Nhi Nhi, em nói thiệt là em có yêu chưa Nhi? Dạ không. Hả? Dạ không có. Tại không có hay là em không muốn yêu ai? Dạ tại không muốn. Nhưng mà cũng có người muốn yêu em đó. Dạ không có. Vậy là cũng quầy vốn nha, chứ rốt cuộc là con số không hả Nhi? Dạ rốt cuộc là vẫn không. Vậy hả? Nếu như mà có một anh chàng nào đó mà tỏ tình với Nhi đó thì Nhi nghĩ sao? Dạ không, em vẫn sống với mẹ em. Gì hả? Dạ. Em cũng không thích có chồng ha? Dạ đúng rồi. Độc thân vô tính. Độc thân vô tính cho nên trẻ lâu em ha? Dạ rồi, em xin phép hát được chưa? Rồi được em. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà nẻo đơn bầy em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhờ tìm người sẽ duyên. Lòng cầu mong em, đào bến cho in một bóng thuyền. Lứa đôi tình duyên, còn chưa lũ luyến. Giờ người ta đến, em khóc sau bao lời khuyên. Chưa yêu lần nào, biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Sống sâu là bao, nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có sai lâu. Qua bao thời gian, sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngang. Nồng sâu tùy sống, làm sao mà trông chưa đổ bến, biết nơi nào đục trông. Rồi người ta đến, theo họ hàn đôi bên. Một ngày nên duyên, một bước em nên người vợ hiền. Bỏ lại sau lưng, bay em ngơ ngác, đứng trông theo mặt đường buồn. Thầy mẹ vui hơn mà lệ chàng rưng rưng. Dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông hỏi từng con sống. Đời người con gái không muốn yêu ai được không? Đá cái giò em tới cuối video mình đá lên cái em. Hay quá. Dễ thương quá ha. Rồi cháu ngoảy lên tạm biệt quý vị. Đó là một bài thể loại bolero. Cháu ngoảy lên tạm biệt quý vị ha. Chưa đâu, còn bài nhạc trẻ nữa mới đúng nữa, tại cái ba thể loại lận. Hả nữa hả? Một cái bài nhạc về mẹ, bài bolero rồi thì phải thêm một bài nhạc cho các em thiếu nhi thưởng thức em, bài nhạc trẻ nè em. Vậy là vô miếng nước hay vô miếng xăng. Đây quý vị sẽ xem em ca sĩ sò dừa của chúng ta sẽ. Ủa sao đá chanh vậy? Đó, mẹ lo gì đó mày ơi. Có một cô con gái thôi mà nằm một chỗ thế này thì mẹ chăm lo từ nhỏ tới lớn rồi. Thì có lẽ là em thấy thương mẹ lắm hả Nhi ha? Dạ đúng rồi. Nhà có hai mẹ con mà. Cho nên là em thương mẹ em lắm. Thương mẹ lắm ha.
Dạ. Cho nên cũng không có muốn lập gia đình em hả? Nó đụng vô cái càng cái nó. Dạ. Cho nên là cũng em cũng không muốn lập gia đình làm gì ha. Dạ không, em hầu như em không có nghĩ tới cái vấn đề đó. Dạ đúng rồi, em còn không xong nữa. Biết đâu nhiều khi có một cái chàng bạch mã hoàng tử nào đó, thấy như Ngọc Nhi nhỏ nhỏ xinh xinh nè, dễ thương nè, giống như là một cô búp bê gì đó, người ta muốn chăm lo cho búp bê thì sao? Rồi Ngọc Nhi đang tìm lời bài hát gì vậy em? Hát bài Nụ Cười Thiên Thần nha. Rồi Nụ Cười Thiên Thần luôn. Em hát nha. Rồi mời em. Thiên thần luôn hé môi cười, mang niềm vui đến mọi nơi. Trên cành chim hót gọi mời, mang mùa xuân đến thật vui. Không còn mây xám trên trời, muôn ngàn tia nắng rệt thiếu, cùng thiếu hình sinh sáng thiên thần. Ngõ hát sư phố bao mùa xuân, đẹp như anh bình minh bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng đôi sắc màu hương. Ngàn trăm những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương, cùng vài sao mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi. Hãy yêu thương người hơn ta, hãy luôn chờ đợi trăm hoa cùng ca. Dạ hết rồi, cái lời nó ngắn rồi. Cảm ơn em nha. Trời ơi, một cái gương mặt rất là dễ thương và giọng hát rất là hay nha. Em biết hát từ lúc mà em bao nhiêu tuổi Nhi? À, chắc lâu rồi anh ơi, chắc không nhớ đâu. Gì hả? Tại vì giống như mình thích hát hay sao ấy, cho nên là đã lâu rồi. Hồi nhỏ thì bà mẹ bấm, cái lúc mà còn nhỏ nhỏ đó, cả chừng 10 tuổi, 7-8 tuổi đâu lại, cái mẹ hay mua cho đĩa mấy bé Xuân Mai rồi. À, thành ra là em nghe thấy bé Xuân Mai là em tập hát luôn hả? Ừ, cũng có năng khiếu nha Phú nha. Dạ. Thành hồi nhỏ thì mình nghe nhạc thiếu nhi, xong rồi mình lớn chút nữa cái mình chuyển qua mình nghe nhạc. Gì hả? Này. Ừ. Là chuyển qua là nghe nhạc Xuân Mai. Là lớn lên là nghe nhạc gì? Nghe nhạc của Cẩm Ly hả? Rồi. Thì hôm nay anh Dũng đến đây thăm em cùng với Châu Phú nè, với anh Tâm. Đó, thì cũng có một ít quà tặng của quý bà con cô bác cái gì. Dạ. Gửi tặng cho gia đình cũng như tặng cho em nha. Dạ. Thì đầu tiên thì mời em Châu Phú trước đi ha. À, vâng, kính thưa quý vị, thì hôm nay Châu Phú đồng hành cùng sư huynh Tấn Dũng và sư huynh Ngọc Tâm đi đến đây thăm em Lê Thị Ngọc Nhi quý vị, cô gái có biệt danh là cô gái sọ dừa quý vị, rất là đáng thương quý vị, vì gia cảnh của em Nhi á thì tật nguyền nè quý vị. Cái chân nè, đó, cái chân dịu già hoài dịu hoặc thì không có thể nào ngồi tới ngồi lui gì chứ quý vị. Mà nhà ở đây là hiện giờ là ở đậu quý vị, chứ không có được là cái nhà của mình nữa quý vị. Nên sau đây thì chắc có lẽ là em phải trả nhà và em dời ra sau hè hả em? Dạ đúng rồi ạ. Vậy ha? Dạ. Thương quá. Dạ. Thì kính thưa quý vị, hôm nay ba anh em Châu Phú đi đến đây thì trước tiên thì cũng hỗ trợ cho em Nhi một phần nào đó để cho em trang trải qua những cái lúc khó khăn như thế này. Thì qua cái video này thì có Mạnh Thường Quân mà có thương em Nhi mà có giúp đỡ để cho em có thể mà về ra sau hè được á. Thì Châu Phú và sư huynh Tấn Dũng và sư huynh Ngọc Tâm mà sẽ nhận cái số tiền đó đến đây để trao cho em nha. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi rồi. Thì kính thưa quý vị, Châu Phú cũng xin đọc lại cái danh sách của quý Mạnh Thường Quân đã gửi cho Châu Phú để mà giúp đỡ những bà con nghèo, những bà con gặp khó khăn và bệnh tật. Thì người thứ nhất là chú Trần Quang Lô 500.000, thứ hai chị Hương Đức Thành 200, thứ ba Tina Nga 500, thứ tư chị Kim Nguyễn 300. Vậy là tổng số tiền là 1.500.000. Châu Phú xin gửi cho em Nhi nhé. Dạ, em cảm ơn nha. Dạ. Dạ con cũng xin cảm ơn các cô chú anh chị, các Mạnh Thường Quân đã biết đến con và giúp đỡ cho con và mẹ con. Cái số tiền này con với mẹ con rất là mừng. Tại vì trong cái mùa dịch này bán buôn thì ế lắm, không có tiền. Cho nên là cái số tiền này đối với con nó nhiều lắm. Con xin chân thành cảm ơn. Dạ. Rồi thì anh cũng chúc cho Nhi có nhiều sức khỏe, có nhiều nghị lực
để mình vươn lên nha em. Dạ em cảm ơn anh. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ và giúp đỡ cho em ha. Em cảm ơn anh. Rồi, dạ. Rồi chào em nha. Dạ em chào anh. Vâng, kính thưa quý vị, thì qua video này Châu Phú cũng chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước đã đồng hành cùng Châu Phú Thiên Cấm Sơn trong thời gian qua. Châu Phú cũng xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an vui trong cuộc sống, gặp nhiều điều may mắn hơn. Thân ái kính chào và tạm biệt nha.